Mình xin chào cả nhà nhé. Bữa nay mình đi đặt bẫy ngay cả nhà. Đó, bữa nay mình có buộc vô thêm hai cây rồi nè cả nhà. Mình đặt trên cây dừa hồi bữa. Rồi đặt cái dừa nó không chạy cả nhà ơi. Rồi giờ mình đi đặt ở dưới rồi. Đó. Hai cây này mình buộc cũng tiện lắm cả nhà, mình nhét xuống là nó cứng ngắc luôn à. Nó khỏi có lăn đi đâu hết á. Rồi, hãy để mình tranh thủ mình đi đặt nha cả nhà. Đặt cái này nữa là cũng xong nha cả nhà. Rồi để sáng ngày mình thăm rồi mình quay cho cả nhà xem tiếp nữa nha. Mình xin chào cả nhà buổi sáng nha. Sáng này mình đi thăm bẫy nha cả nhà. Để mình lại thăm cái này nè. Mới lại tới chỗ. Dính đựng con rồi cả nhà. Đựng con ngay cả nhà. Rồi để mình thăm mấy cái kia tiếp tục nữa cả nhà. Đây dính đựng con rồi cả nhà. Nó đựng con nó nghe cả nhà. Này đựng con nè cả nhà. Đó đựng con nữa. Dính đựng con nữa nghe cả nhà. Đó, đựng con nữa. Vàng tươi. Cái này nó bật quay vô nguyên con còng bự luôn đó nha. Vô nguyên con còng luôn. Đây nè. Cái này dính đựng còn nữa cả nhà. Đó được con nghe cả nhà. Mọc hú luôn. Quá đã. Rồi dính đường con nữa cả nhà. Đó, đường con nữa nghe cả nhà.
êm. Coi cái này coi. Quay dính tượng còn nữa cái nhà. Lại tới là thấy nó nằm ở trong này. Rồi cái nhà. Đó đường còn nè cả nhà. Quá đã. Rồi. Dính đường còn nữa cả nhà. Đó nó nằm cả nhà. Đó, đường con nữa nghe cả nhà. Quá ngon, quá ngon. Này dính đường con nữa cả nhà. Đó. Nó đường con nữa nghe cả nhà. Quá đã. Đây dính đường con nữa nè. Quá êm cả nhà ơi. Đó. Quá đã. Đây dính đường còn nữa cả nhà. Đó đường còn nữa nghe cả nhà. Quá đã. Im. Bữa nay im mà nghe. Giấc này mình cũng về tới nhà luôn nghe cả nhà. Đó, anh đến quay hình quả cho cả nhà xem nha. Đó, đây nè. Bữa nay được 11 con nghe cả nhà. Rồi, quyên còng nó vô luôn cả nhà. Đó. Vô nằm. Rồi mình cũng xin tạm dừng clip đây luôn nha cả nhà. Cả nhà xem clip mình thấy hay cả nhà cho mình một like và một đăng ký nha cả nhà. Mình hẹn cả nhà clip tiếp theo của mình nữa nha. Mình xin chào cả nhà luôn nha.